Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy kính chào mấy con, mấy chú tiểu dễ thương. Con kính chào toàn thể chư vị thiền hữu tri thức. Một ngày mới an lành. Hôm nay được có duyên ngồi với mấy chú tiểu rất là dễ thương ở chùa. Bây giờ thì mời mấy con ngồi thẳng lưng lên nha. Và nghe tiếng nhạc, cảm nhận được hơi thở của mấy con vào và ra, thả lỏng cái gương mặt của mình, hít vào một hơi thiệt là sâu, mấy con ý thức vào cái lưng mình thẳng và đôi môi mình mỉm nhẹ nụ cười. Mình đang được ngồi chơi với thầy, thầy cũng được ngồi chơi với mấy chú. Chúng ta đang ở đâu biết không? Cao nhất cái tên chùa Giác Ngộ, tên tháp chuông. Hôm nay là ngày 6 tháng 7 năm 2018. Đây là chương trình mỗi ngày một mỗi chuyện thiền của thầy. Hôm nay mấy con không hẹn mà gặp thầy lên đây, thầy sẽ kể cho mấy con nghe một mỗi chuyện cùng với mọi người. Mỗi chuyện này rất là ngắn nhưng rất là hay. Mấy con người chơi thông thả mà nghe câu chuyện chỗ nào không hiểu hỏi thầy nha. Bây giờ thầy hỏi nè, trước khi vào câu chuyện thầy hỏi là có bao giờ một ngày mà mấy con có một lần bực bội trong người không? Ở đây, mấy con có từng thấy ai sân giận không? Thấy ai bực bội không? Đó. Ví dụ như trong mấy chú nè, chú nào ít sân giận nhất trong một ngày theo con? Trong mấy chú thì chú nào thấy cái tính đầm nhất? Khó nói quá hả? Thì hôm nay cái câu chuyện mà thầy muốn kể cho mấy con nghe đó, tất cả chúng ta là người tu nè, thì khi mà chúng ta bực bội sân giận lên, nhìn cái mặt chúng ta giống nghị, giống người hay giống khỉ? Khỉ chứ. Khỉ tức là xấu á. Mấy con biết là một người mà họ đẹp ở kiếp này là do kiếp trước, giống như Đức Phật dạy, nhân quả là họ ít cái sân giận, cho nên kiếp này nhìn gương mặt họ đẹp, mát, nhẹ. Rồi bây giờ mấy con sẵn sàng lắng nghe câu chuyện chưa? Có một chàng thanh niên nọ, tính rất là hơi bực bội, cửa một chút là sân giận mà nói những lời tổn thương người khác. Mấy con có từng nói những lời tổn thương người khác không? Có đấy, thầy đôi khi cũng có. Bởi vì mình bực bội quá mà. Và anh chàng ta là đại diện chúng ta đó, nhưng mà anh ta có cái tính bực với bất kỳ một chuyện gì khó chịu, nóng nảy, và thấy cái tính đó là không tốt và không kiểm soát được, mới nghe danh tiếng của một vị thiền sư, xong mới đến vị thiền sư đó. Bạch thiền sư, cho con một cách để con kiểm soát được cái sân giận của mình. Nếu như con là vị thiền sư đó, con chỉ với anh ta làm sao? Không biết hả? Nếu như con nghe vị thiền sư chỉ rồi nha. Vị thiền sư lặng thinh không nói gì hết. Mình vô trong nhà xách ra một bịch rất là nặng, đưa cho anh ta. Ta lục ra thấy toàn là đinh 10 dài dài vậy nè. Chuyện gì chuẩn bị xảy ra đây? Chuyện gì chuẩn bị xảy ra? Xong con làm gì với bịch đinh 10 đây bạch thầy? Nhà anh sinh sống bằng nghề gì? Dạ, con là người trồng cây và cây ăn quả. Nhà con có một vườn cây ăn trái, sầu riêng, mận, ổi. Nghe thích không? Chiêu sữa nữa. Và con hái bán mỗi ngày để nuôi gia đình con. Bây giờ nhé,
Mỗi một lần anh sân giận, anh ấy lấy cái đinh mười nè, cầm một cái búa ra, làm sao? Đóng vô cái cây. Yes, đóng vô cái cây. Bốc, bốc, bốc. Vừa sân mà vừa đóng nữa mà. Mấy cây ăn trái đó. Nhiều khi một ngày anh ta đóng cả chục cây luôn. Bà vợ ở trong nhà làm cái gì mà anh chàng này cũng sáng sáng mà ra mà bốc, bốc, bốc. Nhìn mà không biết anh này bị cái gì á. Nhiều bà vợ mới hỏi. Anh không nói. Mà nhìn anh ta cứ cũng không cái lâu lâu cái ra cái đứng đóng bốc, bốc, bốc. Thấy cái bình thường không? Thấy bình thường không? Thấy giống như gì? Bị khùng. Phải không? Không có cây ăn trái của mình nữa đó. Rồi lấy đinh ra mà đóng cho nó chết thì sao? Không có chuyện gì tự động lấy đinh đâu. Nhưng mà anh ta đang thực hiện lời dạy cái vị thiền sư đấy. Khi rồi mỗi ngày anh ta đóng ít lại 5 cây, 6 cây. Lắm lúc nó một ngày nó 6 cây. Lắm lúc nó còn lại 4 cây. Lắm lúc nó tăng 7 cây. Lắm lúc nó còn 2-3 cây. Chứ nó không phải nó xuống điều điều đâu nha. Nhiều ngày của mình sân phải không? Nhiều ngày của mình không có sân. Nhưng mà nhiều ngày của mình sân liên tục. Ở bên ngoài nó làm cái gì đó cái mình bực à. Chú nào đó chẳng hạn như mấy anh em tụi con này ở nhau nè. Chú nào đó nói cái gì đó quét cái nhà, dựng cái chổi vân vân. À, giặt quà đồ, vệ sinh không lâu. Khi mình bực. Xong nhưng mà đến một lúc nào đó, một ngày nào đó, khoảng 2-3 tuần sau với anh ta cố gắng thực tập đó, anh ta thấy cứ ra đóng đinh hoài, cảm thấy mình bị khùng khùng, mà cảm thấy mấy cái mẩn này nó cũng chết dần, chết mòn hết à, mà còn bị người ta thấy mình kỳ kỳ nữa. Cho nên anh ta bây giờ mỗi lần đóng đinh đó là mỗi lần thấy nó cực. Cho nên anh ta nghĩ kiểm soát cơn giận đó, nó dễ hơn là cái việc lấy cái đinh ra kia đóng. Anh ta phát hiện cái điều đó, cái anh ta quyết tâm hơn. Và mỗi ngày cho nó một ít, một ít, một ít. Và có một ngày nọ anh ta không sân giận nữa. Nguyên một ngày không có luôn, kiểm soát được cơn sân. Có một ngày nào mà mấy con không sân không? Có một ngày luôn, trọn một ngày. Để ý thử. Xong cái ta chạy lên vị thiền sư. Bà thầy, hôm nay nguyên một ngày con không sân. Tốt lắm con. Vậy bây giờ nhé, nếu như từ ngày mai, ngày nào mà con không sân á, con hãy ra nhổ cái đinh ra lại. Cứ một ngày mà không sân thì nhổ một cái đinh ra. Vậy anh ta quyết tâm làm à. Cho nên khoảng đâu khoảng mấy tháng sau cái anh ta nhổ hết, không còn cái đinh nào trong đó hết. Tức là anh ta liên tục không có sân. Anh ta nhổ hết. Và anh ta tự hào khi mà nhổ hết rồi, đến trình với vị thiền sư. Trình sao? Anh ta tự hào, rất là vui vẻ, rất là hoan hỷ. Bạch thầy, con đã nhổ hết đinh mà con đã đóng vào trong cái vườn trái cây, cái vườn cây ăn trái của con rồi. Nếu như con là vị thiền sư đó, con sẽ dạy gì? Nếu như con là vị thiền sư đó, con sẽ nói gì anh ta? Con vị thiền sư nói chứ con làm tốt lắm. Nhưng mà con hãy nhìn vào cái vườn cây ăn trái của con. Có cái gì khác biệt trước kia không? Có gì? Yes. Nhìn cây nào cũng có toàn là lỗ không? Mà trong đó có vài cây chết đúng không? Dạ đúng rồi, có mấy cây chết. Như vậy con thấy nhé. Con hãy nghe lời ta dạy đây. Con có thể xin lỗi và làm cho người khác không còn tổn thương với những lời con nói, làm cho họ đau khổ nữa. Nhưng mà cái vết sẹo á, giống như cái lỗ kia á, ở trong cái thân cây nó vẫn còn đó. Đúng không? Một cái lời nói của mình nó giống như một hòn đá dục xuống dưới mặt nước. Nó chìm xuống liền không? Chìm liền. Nhưng mà cái gì còn đi mặt nước? Những con sóng lăn tăn lăn tăn. Mình nói một lời tổn thương, nói mất tiêu rồi 5 giây, nhưng mà những cái dư âm của cái lời đó nó vẫn còn làm những con sóng khó chịu,
đau đớn, làm cho họ nghỉ ngơi, làm cho họ mệt nhòa, làm cho họ tổn thương. Mấy con có từng có không? Cái từng ngồi đó mà nhớ một câu của ai họ nói rồi mà mình cứ nhớ miết mà thấy buồn ở trong lòng không? Đó đấy. Vậy cho nên này con, đừng mở miệng ra với những lời sân hận mà con sẽ hối hận, giống như là những cái đinh này dù có rút ra đi chăng nữa nhưng cái lỗ đinh nó vẫn còn khắc sâu đến muôn đời. Mà con hãy nhìn đi, nhìn những cái thân cây mà có những cái lỗ đinh vậy, thấy thương không? Thương. Mấy con có thấy mấy cái người mà cạo mũ cao su á, vô thêm một cái rừng cao su, chỗ nào nó cũng bị cưa, bị cắt hết. Nhìn cái cây tội không? Con thấy một người què què đi rực như thế này, con thấy con thương không? Thương. Như vậy, khi mà mình đem cái tâm sân hận của mình nói một cái câu nào đó mà nó khắc ghi trong lòng họ, nó khiến cho họ lúc nào cũng sợ hãi mình, lúc nào cũng đau lòng, lúc nào cũng buồn khổ như lời nói của mình đó. Tức là cái thân họ bên ngoài thì mình nhìn không thấy tật nguyền, nhưng mà cái tâm họ có tật nguyền không? Với câu nói đó không? Có, đúng không nè? Như vậy là cái thân xác của mình nè, nó cùi đuôi sức mẻ, nó cũng đáng thương. Nhưng mà cái tâm hồn con người mình nó mà cùi đuôi sức mẻ với một câu nói của một ai đó sân giận còn đáng thương hơn nữa. Cho nên vị thiền sư dạy là những cái người mà mình ở với đó, họ cũng giống như là ai? Cây mận, cây xoài, cây ổ, cây mít, nó cho mình gì? Cây ăn trái, nó nuôi sống mình mỗi ngày. Mình không thương tiếc, không cung kính, không trân trọng nó thì thôi. Nó nuôi mình ăn, mình sống. Nó nuôi người thương mình sống. Vậy mà mình đóng đinh vô nó. Nó sẽ nói sao mà mình vô ơn bội nghĩa quá vậy. Nó không nói được thôi, chứ mà mình có nghe cái lời nó nói trống á, thì những cái người mà mình dùng cái tâm sân hận mà mình nói ra mỗi cái câu nói khiến cho họ đau khổ, những người đó là thường là những người xung quanh mình, thường là những người ai? Những người thương của mình, những người che chở mình, phải không? Giống như tụi con sống anh em xung quanh nè, là phải nhờ sư em, sư nhà sư anh, phải nhờ sư đệ, đệ ở đó. Tất cả chúng ta mỗi ngày ra vô cùng lại ngồi với nhau ăn uống học hành ngủ nghỉ, réo gọi nhau dạy tụng kinh đó. Còn nếu như ở ngoài đời thì người ta ở với vợ, với chồng, với con, với cái, với anh, với em. Khi ta ở như vậy thì những người xung quanh đó lãnh chịu chứ ai nữa những cái ngôn ngữ sân giận của mình. Họ không nói ra thôi, nhưng mà mỗi lần mình đóng đinh vô lòng họ, mình có rút ra nữa, trong lòng họ còn vẫn còn một cái lỗ đó, đáng thương lắm. Mà những người lãnh đó là những người thương của mình, và những người mình thương chẳng ai thế. Cho nên á, mấy con không có nói một cái câu nào sân giận với những người xung quanh, bởi vì họ là người thương mình và mình cũng thương họ nữa. Ok. Và giống như những cái cây mận, cây ổ gì đó, anh ta đóng một thời gian cái nó chết mấy cây liền, tội không? Nó nuôi mình mà mình giết nó. Cái hạn như bây giờ thì con bưng một dĩa cơm lên cho anh, mà anh đang bực mình á, anh đang khó chịu trong người, hoặc là ngủ chưa dậy, hoặc là mệt mỏi nhức răng, hay là bữa nay điểm thấp khó chịu, thôi bưng cơm xuống đi, tôi muốn cần một chút. Thì con sẽ bị sao? Con nghe câu đó, con nghe câu đó con bị sao? Đau khổ. Thấy không? Tức là nghĩ tới sư anh bưng cơm lên cho sư anh ăn, mà sư anh lại nói một câu khiến cho mình buồn dễ sợ. Tức là cái người kia họ thương mình, họ nghĩ tới mình bằng cả cái tấm lòng, mà trong lòng mình nó không có đang ổn, cho nên vô tình mình không hiểu tấm lòng của họ. Mà mình nói một câu cái mình giống như mình đánh đổ hết cái chén cơm đó vậy đó, và khiến cho người đó sau này họ không dám bưng cơm nữa. Họ không những có thể họ không ghét đâu, họ thương, nhưng mà họ không biết làm sao thể hiện tình thương, họ không sợ mình luôn. Mình sống sao mà người ta tiến tới mình mà ta sợ luôn á, là mình thất bại rồi. Dù mình cái giàu có cỡ nào nhưng mà người ta sợ tiến tới mình là thôi, làm sao đó mấy con sống mà.
ai mà tiến tới con mà cũng thích hết trơn. Chú à, tự động cái vui vẻ chạy tới, thấy mình ta chạy tới và mình chạy tới họ, người ta không sợ. Chứ mà làm sao mà ta chạy tới mình mà ta cảm thấy một cái gì đó ngại ngùng, hoặc là mình chạy tới họ cái người ta quay lưng đi chú khác. Đó là mình sống người ta sợ rồi đó. Thì mình đừng để những cái cây ổi, cây mận, cây mít là những người thương xung quanh mình đó sợ mình. Mỗi lần mà anh ta cầm cái đinh ra, cái cây sầu riêng nó rung à, người ta lên ta đóng mình nữa đó. Thấy không? Mỗi lần mà anh ta ra vườn xoài, ra vườn trái cây không phải như bình thường để mà nâng niu mấy trái cây nữa. Nâng niu nó nè, tưới tẩm nó nè, chăm sóc nó nè, nó thích không? Nó thích, nó có sự sống á. Bởi vì nó không sống là tự động con sẽ thấy nó chết, nó khô luôn. Nhưng mà nó vẫn ra trái, ra hoa, nó vẫn tươi xanh mát mỗi ngày. Tức là bởi vì nó đáp lại cái tình yêu của con, bỏ phân vô, tưới nước vào, vuốt vuốt dè dè cái lá của nó, rờ cái trái cây của nó. Nó cảm thấy được tình yêu của con và nó hạnh phúc. Nó cho ra những cái thứ tốt đẹp nhất mà nó có thể. Khi mà con yêu thương một người thì họ sẽ cho con những gì tốt đẹp nhất mà họ có thể có. Còn nếu như mà con cứ đóng đinh sân giận bằng những lời nói và hành động của con và họ, mỗi lần con tiến tới họ là cái cây nó rung lên. Bây giờ nó thấy mấy cái đứa bạn xung quanh chết rồi, có thể chưa đóng tới nó, nhưng mà nó biết là nó sẽ bị như là một nạn nhân của những cái cây kia. Chà như con mà cái tâm cái sân giận miết, cái người này kể, ô thôi cái chú đó khó chơi lắm, rồi đồn tới người này, xong cái hai người này nghe, mặc dù chưa chạm nhưng mà nghe cái nè, thấy không đó. Như vậy là khi mình cái tâm mình sân đó nha, làm đối với những người mình thương hay những người thương mình ở ngoài á, họ sẽ là giống như cái cây làm nạn nhân. Nếu như không chết thì còn lại đó những cái lỗ. Còn đối với bản thân mình, khi mình sân lên thì sao? Khi mình sân lên cái mặt mình như thế này hả? Thấy không? Hay là mình sân lên cái mặt mình như thế này? Hả? Mà con sân lên cái mặt con làm sao? Mình không thể diễn được, bây giờ nó không thật đúng không? Nhưng mà chắc chắn là khi cái tâm sân với cái tâm mà bình yên thì cái tâm nào, thì cái mặt mình lúc nào đẹp hơn? Bình yên chắc luôn. Con thấy đi, ví dụ như mà thầy khó chịu mấy con chắc không dám tới à. Giống như mấy thầy ở trong chùa mà lúc nào cũng la, cũng rầy, cũng hét, cũng hò mấy con đó, mấy con bỏ chùa mà đi luôn đó. Đúng không? Vậy cho nên khi mà cái tâm mình bực bội sân giận là lúc đó khoa học ngày nay người ta chứng minh là mình sẽ tiết ra một cái chất độc cực kỳ nguy hiểm, làm cho gương mặt mình xấu xí lên, cơ thể mình căng thẳng lên, từng cái tế bào trong đó nó gồng mình, nó chịu đựng cái chất sinh tố hóa học đó, chất sinh hóa học đó. Cho nên khi mà mình sân tức là mình đang tiết ra chất độc, có nghĩa là mình đang uống thuốc độc, tức là mình đang đầu độc mình, đúng không? Cái gì nữa? Như vậy bây giờ nè, ví dụ như mà con ngồi, con cầm một cái củ cà rốt, con sắc. Củ cà rốt con không sắc, mà con cưng sắc cái tay của con. Như vậy là ai là người cầm củ cà rốt, không sắc củ cà rốt mà sắc cái tay ai? Mình lúc đó là mình bình tĩnh là một, trách nhiệm nhé. A, bình tĩnh. B, bị khùng. C, người rất là ngu ngốc và mê mờ. Và câu D là câu B với câu C đúng. Chọn cái nào? Chọn câu D. Câu A bình tĩnh là không phải rồi. Câu B là bị khùng. Câu C là bị ngu ngốc và mê mờ. Không biết củ nào, cái nào là củ cà rốt, không biết là cái nào là cái thân mình. Và câu D nó chọn, nó nói là câu BC đúng. Mấy con chọn cái nào? Câu D. Tức là mình cầm cái củ cà rốt, mình không cắt củ cà rốt mà mình cắt cái tay. Giống như một ly thuốc độc và một ly nước trong. Mình không cứ cầm cái ly nước trong mình uống trong khi khát nước, mà mình cầm cái ly thuốc độc. Ai cầm ly thuốc độc?
chỉ có người khùng và người người khùng tức là người không biết gì hết á, và cái người mê mà ngu ngốc tức là người không có phân biệt được cái nào thuốc độc, cái nào là nước trong, mới lấy cái ly thuốc độc đó mà uống, phải không? Như vậy thì cái khi mà mình sân giận lên là mình làm cho con người mình mát nhẹ dễ chịu hay là bực bội khó chịu? Bực bội khó chịu. Như vậy là khi mình sân giận lên tức là mình chọn cái cách đau khổ, mình chọn cái cách đậu độc mình chọn cách cắt tay mình. Như vậy mình là rơi vào hai trường hợp: bị khùng, bị điên khùng, hoặc là mê mờ ngu ngốc. Như vậy lần sau mà mấy con bực bội lên là nhớ giùm một điều, lúc đó một là bị khùng, hai là bị mê mờ, hai là bị ngu ngốc đó, phải không? Có một con rắn nọ nha, rắn độc luôn á, rất hổ mang, đi ăn bằng tối, nó bò vào một cái xưởng gỗ của một anh thợ mộc nọ. Anh ta để cái cưa ở dưới, cái cưa, cái lưỡi cưa mấy con biết chứ, bò cái bò qua cái lưỡi cưa đó, nó nhọn á, cắt da cái con rắn, tưởng đâu là ai tấn công nó, nó làm sao quay lại làm gì? Tấn công. Chuyện gì xảy ra? Cắn vô cái lưỡi. Cắn vô cái lưỡi. Và chảy máu ra. Và nó tưởng đâu nó bị tấn công mạnh nữa, cho nên nó làm sao nữa? Tấn mạnh hơn nữa. Quập, quập, quập. Cho đến khi máu me giàn giụa và chết. Nằm im bất tỉnh, chết tiêu luôn. Yes. Có nghĩa là con rắn này nó bằng cái tâm sân giận và chính nó giết nó. Sáng dậy anh thợ mọc ra và thấy không biết sao có một con rắn thiệt bự chết nằm trước cửa nhà mình. Như vậy là con rắn này, một là nó bị khùng vì nó lần đang điên nữa, nó không kiểm soát được. Hai là nó không biết được cái nào cái cưa, cái nào là một đối tượng tấn công nó. Ok. Như vậy mình biết nhé, khi mình sân lên mình sẽ rơi vào hai trường hợp đó. Mình làm khổ chính mình, mình đầu độc chính mình, mình cầm cục lửa trên tay nó cháy tay chính mình. Một là mình bị khùng, hai là mình bị mê. Vậy mấy con chọn cái nào? Chọn bị khùng, bị mê, hay là chọn mình tỉnh táo sáng suốt? Táo sáng suốt. Và khi thấy một người bực bội sân giận, nói một câu tổn thương, nói một câu gây nghi ngờ ganh tị, thì mình biết họ đang ở trong cái trạng thái tỉnh táo sáng suốt hay là mê mờ. Mê mờ. Vậy mình thấy cái người mê, mình thấy một người khùng thì mình ghét, mình hận họ hay mình thương họ? Thương họ. Như vậy đối với bản thân thì mình đừng có hại mình, đừng có sân giận mà đốt cháy đầu độc người mình. Đối với người mà khi một con người mà họ sân lên đó thì chuyện đó là của họ hay của mình? Của họ. Như vậy thì mình không có biểu họ được hết sân hay coi như hết sân hay là bớt sân hay là đừng sân, mình không biểu được. Nhưng mà họ cứ làm miết, họ cứ nói hoài thì mình sao? Một là mình sân lên giống họ, hai là mình thương họ. Mình thương họ thôi. Vậy là thấy một ai đó mà bực bội lên mà mấy con bực bội theo, tức là mấy con lấy cái sân giận là tài sản của họ làm tài sản riêng của mình, thì mình khôn không ngoan chưa? Chưa. Vậy là thấy sư huynh sư đệ mà bực bội lên thì mình làm sao? Chắp tay lại: Nam Mô A Di Đà Phật. Không nói gì hết được không? Ai, nhớ dạy dân con. Ai, vậy là mình không làm con rắn kia, mình không làm anh đóng đinh nọ. Ok. Đó chính là ý nghĩa của cái người tu, của mấy con cũng như là thầy. Mấy con rất là dễ thương. Hãy lấy đó như là câu chuyện ngày hôm nay thầy kể, để mấy con giữ cái tâm hôm nay không có lầm lũi lũi cầm cái đinh ra kia đâu. Đã đấm vào lòng người những câu nói khiến cho họ tổn thương nhau. Dạ. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Tại kính cảm ơn mấy con đang ngồi lắng nghe.